Quý vị đang theo dõi livestream thân mến, như vậy là đã trải qua gần 30 phút rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi xem là tình hình lúc này bác sĩ đã làm xong một nửa phần bên mặt của cô Lê Khanh chưa nhá? Bác sĩ ơi, bác sĩ đã làm xong một nửa bên mặt cho cô chưa ạ? Vừa anh đã hoàn thành xong một nửa bên phải của mặt. Một nửa bên phải của mặt rồi ạ. Vậy cháu xin mời cô có thể là ngồi dậy để cho những quý vị khán giả theo dõi livestream có thể tiện theo dõi và so sánh cũng như là để cho bác sĩ phân tích sau khi chúng ta đã hoàn thành một nửa không ạ? Xin mời ạ. À, đẹp quá. Các bạn đã có thấy cái sự khác biệt chưa ạ? Và sau khi làm một nửa bên mặt thì đã có một sự so sánh để chúng ta có thể xem, và để cho sự so sánh này được chuẩn xác nhất thì em xin mời bác sĩ sẽ đưa ra những nhận xét phân tích chuyên môn ạ. Mọi người thấy là sau khi hoàn thành một nửa khuôn mặt bên phải của cô Lê Khanh thì mọi người sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa bên phải, nửa bên phải và nửa bên trái, đúng không ạ? Chúng ta có thể cái điều rõ ràng nhất chúng ta có thể nhìn thấy là cái rãnh dầu hay là rãnh niêm mạc. Chúng ta có thể nhìn thấy là bên phải nó đã cao hơn rất nhiều so với bên trái, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là cái toàn bộ nửa khuôn mặt bên phải da được rất hồng hào và trắng hồng, trắng mịn, đúng không ạ? Và các nếp nhăn gần như là được cải thiện rõ ràng ngay sau khi quá trình làm nửa bên phải rồi, đúng không ạ? Và cái quá trình thay đổi này nó sẽ không chỉ dừng lại ở đây, và nó còn có thể tiếp diễn tiếp nữa trong vòng một tháng tiếp theo. Cái quá trình toàn bộ cái quá trình tăng sinh, kích thích tăng sinh collagen và elastin nó sẽ được diễn ra tiếp tục trong vòng một tháng nữa, và cái sự thay đổi sẽ còn tiếp tục nữa, và cô Lê Khanh có thể nhận thấy cái hiệu quả cao nữa trong vòng một tháng tới, đúng không ạ? Vâng, đó là trong một tháng nữa thì cô sẽ có thể càng ngày càng đẹp thêm nữa. Và bây giờ thì không biết là cô đang cảm thấy như thế nào. Cô có thể là đưa tay lên chạm thử vào phần da bên phải với phần da bên trái để cảm nhận trực tiếp. Vâng, cũng là có sự khác biệt đúng không ạ? Vâng, chắc là phải nhìn theo gương thì mới rõ được. Thì xin mời ạ. Cô có thể nhìn đó, đẹp chưa ạ? Bên phải và bên trái đúng không ạ? Và lúc làm thì cô thấy thế nào? Có đau không cô? Thế nó cũng có nóng nhưng mà chịu được. À đúng rồi. Vâng. Cảm giác lúc làm thì nó chỉ hơi ấm nóng thôi và hoàn toàn không hề đau giống như là. Chắc là do mình sợ. Mình sợ là chính, nhưng dạ, nó cũng hơi căng thẳng. Dạ. Trải nghiệm nó không hề đau giống như là mình tưởng tượng lúc trước đúng không? Không như là mình tưởng tượng trước đấy. Vâng. Cái này thì cũng không có cái gì là sợ là gì nhỉ? Không cần thiết phải sợ đến thế. Vâng, không cần thiết phải sợ đến thế. Sau khi vào trải nghiệm trực tiếp thì có cảm quan như vậy ạ. Xin cảm ơn cô Lê Khanh. Vừa nãy là hết bao nhiêu lâu? Dạ. Làm một nửa mặt thì chúng ta sẽ chỉ hết khoảng tầm 20 đến 30 phút. 20 nếu cả hai bên thì là hết gần 1 tiếng ạ. Để thoải mái là thời gian tiếng. Thời gian rất là ngắn là thôi. 1 tiếng thì dạ, mình đổi lại xem nào. 10 tuổi chắc phải 10 tuổi. Vâng. Quay lại 10 tuổi thanh xuân. Làm 3 lần là chúng ta sẽ trẻ lại tận 30 tuổi đúng không ạ? Vâng, xóa nhòa đi những cái dấu vết của thời gian phải không ạ? Và cháu xin phép cô xin phép như thế này là được 5 tuổi rồi. Bây giờ làm nốt thì còn được 5 tuổi còn lại. Và trước hết thì cho cháu xin phép cô và bác sĩ sẽ show cho khán giả xem cái phần khuôn mặt của cô Lê Khanh mà trước khi chúng ta thực hiện nửa mặt. Đó, các bạn có thể trông thấy đó là phần nếp nhăn ở bên trán này, phía đuôi mắt này, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể quan sát lại phần trên nếp nhăn trên trán này, phía đuôi mắt và khu vực rãnh rồng khá là sâu. Và sau khi mà chúng ta quan sát vừa rồi thì đã cải thiện rất là nhiều, rất là đáng kể. Và cháu cũng không làm phiền bác sĩ cũng như là cô Lê Khanh nữa. Và sau đây thì xin mời cô sẽ cùng nằm xuống và bác sĩ sẽ tiếp tục làm hoàn thiện phần còn lại. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là kết quả cuối cùng là nó sẽ như thế nào. Vâng, mình lấy thêm 5 năm tuổi trẻ nữa nhé. Vâng ạ, mới được 5 năm thôi, bây giờ sẽ thêm nữa là 10 năm. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau 30 phút nữa nhé, để xem kết quả cuối cùng.